miếng của nó toàn thế mà bây giờ bé nhỉ bà Ừ nhỉ? đấy, nó ốp vào. Nó ôm, không biết là nó ôm mất, hình như thế vào ôm mất tận 2 phần 3 cơ mà. Đây, cứng ngắc. Đấy. Nó không vào. Bắt hại bắt Toàn vú. mình to thôi bà. Cái chỗ Đấy. này người ta bảo ngon nhất là con trâu đấy. Cái này người ta bảo làm thịt khô là ngon nhất. Nó lại nữa. Hôm nay là thịt cho này ngon đây này. Anh con mua tạm ở chỗ này để xấy trước đã, không thì không đủ. Ý. Người ta bảo làm cái chỗ này thì nó không có tí gân nào. Con bảo lấy bắp, nhưng mà người ta bảo bắp ăn làm không ngon bằng cái mông này được. Thái thẳng mình xuống. Để thái thế thì Ờ, cái xé nó thớ mới dài, thớ vàng này thái thì nó ngang mới cái này ngon. nó ngắn, nó không ấy được, Vàng. không như thịt bò đâu, ở thịt lợn đâu. Thịt lợn thì phải thái ngang thớ bà. Ờ, thái ngang. Còn cái thịt này thì phải thái dọc này thì cái Ờ. xé sợi nó mới dài bà nhỉ. Ừ. Ngót thêm một tí không sao đâu, nó lâu Cái này chín. làm sao ngọt ngọt lắm bà nhỉ. Ừ, Nhìn không. miếng, nhìn thì miếng to như này thôi nhưng Nó mà sao ngon ngọt. á cái này. Khen hay không hả Cho bà? ít thôi. Đây. Cho nhiều cay vào ngon Vàng. đấy. Nói gì Và đâu, chịu chứ. đây bà, con đang bảo nhà mình có cái cối xịn quá. Đầu Chất như tiên làm nhà nhà đấy. thế ạ. À? Con đầu tiên con nhìn mãi con bảo ô sao có thấy cái cối đâu. Thì ra đây là cái cối. Cối Cối bằng gỗ đấy bà nhỉ. là mới làm từ làm nhà ấy. Vàng. Cái này nó phải ấy đấy, lấy cái cái số Đây. cổ đấy mà. Thôi gì đấy nói quên. Không biết có cho nhiều cái mắc khén này không bà nhỉ? Cho vừa thôi cho. Đấy. Ui, cho nhiều nó không ăn được đâu đấy. Sợ cay à bà? Nó Cô đèo nó khổ nhiều thích cho nó ăn ăn được, khổ không thích thì không ăn được đâu. được. Vâng. Nhưng mà dưới kia Lâu vẫn lâu ăn thì thôi mình ấy. ở dưới xuôi Ok. ạ. À? Cái thịt trâu này phải có mắc khén này mới là ngon. Biết rồi nhưng mà cháu cho một ít nữa. Đây. Ừ. Cái Được rồi, được rồi. cháu sợ lại Cho vào cay. tay xong rồi nó không ngon. Em cho lá chanh nhiều nhiều tí bà nhỉ. Ờ đấy sao hết nhé. Vâng, hôm nay cho nhiều nhiều à. Đấy. Nó thơm. Lá chanh này, Đấy. tỏi này. Chanh có tỏi mới là mắc khén nữa. Này con biết Nhưng mà trên này mình không cho gừng như vậy nhỉ? không nó không cháu có thích cho gừng không, có Thì cho gừng nó không con ngon đấy, ướp một ít để cho gừng thôi. cho gừng à. Một ít thôi. Thế thế à? Như vậy nhỉ? Thử ăn xem có ngon không? Xem có bằng của bà cháu mình Này làm không? cái này nó cho gừng thì Ừ. nó cay mắc khén là ngon rồi, cho gừng mà nữa. Vâng, cho nó thử xem nó có ngon không nào. Cái này thôi bà nhỉ, không Cho vì vừa thôi sợ nhé. người ta cay. Cho Cái hết gì chỗ đấy là được đấy bà. mua con Mua cho hết nhiều à. thế. Vâng. Đấy là 2 túi này 1 cân Hết nữa đấy. cay không sao đâu bác. Vâng, con mua 1 cân đấy để con về con Nhưng mà biếu à, nữa. cay không sao đâu bác, bà cho hết Vâng, nhé. vâng đấy bà cho con thêm Ừ. à. Cho nó Thôi. thơm. Con thích ăn thì Thế này cho hết rồi. có tỏi này, có muối này, có mì chính này, Ừ. có mắc khén này, Cái này lá chanh nữa. mấy cả ớt bột, Ớt mấy bột. cả lá chanh nữa bà nhỉ. Ờ. Đấy, bà còn phải thái dọc thớ này cho dài ra này. Ừ. Thớ Xé ra xé nó mới. mới dài thế này ra nhé cháu nhé. Con lần trước con mua về chẳng xé được đâu. Nhưng Toàn đi mà dao cắt nhé, thôi. nếu nếu thái thái thì bò thái ngang thế này Vâng. thớ nó ngắn quá, lúc mình xé ăn nó không dài. Sao nó cứ ngăn cổn đi Thế. bà.
Đây con quay bà nhá. Ngồi mùa đông này là thích nhất bà nhỉ. Ồ, ba ơi, mình có cần phải lấy cái lá chuối hay lấy cái bìa đậy lên không hả bà? Bốc lên nó mới không bị ám khói bà nhỉ. Bốc lên đi không làm thế. Vâng, đậy lên nó bị ám khói. Đấy, thế này là được 12 tiếng đấy. Bây giờ sấy từ lúc hơn 9 giờ, 9 rưỡi nay bây giờ gần 10 giờ đêm mà. Chưa được chị nhỉ? Chưa, còn lâu. Còn lâu. Này nó phải khô, phải cứng vào cơ. Cứng đanh. Miếng của nó toàn thế mà bây giờ bé nhỉ bà nhỉ? Đấy, nó óp vào. Nó óp, không biết là nó óp mất, hình như thế vào, óp mất tận 2 phần 3 cơ mà. Đây, cứng ngắc. Nhìn đen này thôi, ở trong đỏ lắm ấy. Nó thịt nó còn chắc hơn ấy. Thịt xương sườn, xương xiết thì nó... Cái xương này là, cái thịt này là nó không óp lên nhé. Đâu. Ngon nhất đấy. Nó là... Nó đấy đấy, nó óp vào nó còn hao ác. Đấy, mình đâu có rút ra cái này đã khó rồi. Quay cho điện thoại thế thì mang về nhà thì cho mẹ xem. Ngon không hả bà? Ngon. Để sôi đi quá. Ôi, cái này sau... Cái này mình cứ ăn sống có được không hả bà? Ừ, thôi đi đấy cháu ạ. À. Đây này. Đấy, ăn sống đau bụng á. À thế à? Ừ. Đó, chín chín ngoài phải đi nướng chứ. Ui. Sôi lên. Ở bên trong nó đỏ lắm. Đấy nó cái này mình cứ xé thành thớ như này này. Nó làm chín trong rồi. Bye bà ăn đi. Không. Cái này về là phải đồ sôi. Ô, bà ở trên này con thấy ấy à, con thấy mình ngày xưa là hay vùi vào cho bà nhỉ? Ừ. Hay vùi vào cho bếp này này. Vâng. Mình để cái này chỉ có bảo quản bằng ngăn đá này. Để ngăn ngăn mát vẫn hỏng bình thường. Cái này để ngăn đá. Để ngăn đá thì mới được bà. Vâng. Còn không thì cứ gác bếp như kia. Gác bếp nó mùi khói quá. Cái này chị cái này chấm với tương ớt hoặc là chấm với chẩm chéo của mình ấy. Ôi. Đồ lên cho cháu nó mới ngon đi. Ui. Cho chín rồi nhá. Ăn ăn những cái thịt này. Đây nha các bác nhá. Là sườn này này, là phải phơi được nắng ấy nó mới ngon. Hun khói một ngày, sau rồi phơi được một nắng hoặc hai nắng thì sau lại hun khói lại. Ui, ăn ngon lắm.